Park Hang Shin cũng giỏi thật, dám có cả ý nghĩ lửa Jundae-guk sắc bén, thế mà lại thành công. Hang Shin, có chuyện rồi. Anh vừa nghe thấy chị giúp việc ở đây bảo là Jundae-guk cử người đến đây để đưa Jae Kyung vào trung tâm bảo trợ xã hội. Gì cơ? Mau trốn đi. Còn bé là cần câu cơm của chúng ta thì không thể cho vào trung tâm bảo trợ xã hội được. Bình điên rồi, lại đi câu kết với một kẻ như thế. Với số tiền thời gian qua Đốc Gu lấy đi, chắc cũng đủ mua được mấy tòa nhà rồi. Đi cải tạo rồi im ắng một thời gian, thế mà giờ lại về đòi xin gan ư? Mà nên giải quyết chuyện này sao đây? Không được để Jae Kyung biết. Có chuyện gì mà không được để Jae Kyung biết? Không có gì đâu, không có gì đâu mình. Cô lại giấu Jae Kyung làm gì rồi, bị lừa chứ gì? Rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Không phải thế đâu, mà là em đang định mở một cửa hàng nhỏ, nhưng lại sợ Jae Kyung phản đối. Mở cửa hàng ư? Mà thôi, anh còn đang phải lo cho chị ấy, cứ coi như chưa nghe thấy gì đi. Mà mình này, chắc anh cô đơn lắm nhỉ? Ban đêm ngủ một mình, thấy buồn lắm đúng không? Hay từ giờ đến lúc hư hết ran, à không, chị khỏi hẳn thì em ở cùng anh nhé. Lắm chuyện, ra đằng kia đi. Không thế thì tôi đã buồn lắm rồi, còn ở đây mà nói luyên thuyên. Tôi bận lắm, đừng có ý nghĩ đến đây nữa. Anh đúng là khô khan, chỉ biết mỗi công việc thôi sao? Khi trong nhà càng rối ren thì càng cần phải sức lại tinh thần chứ. Gặp em sẽ giúp anh sốc lại tinh thần còn gì, đúng không? Gì thế này? Em quen người này à? Anh cứ chụp lại cho chắc. Người này hình như có quen mẹ tôi. Nhưng sao Hoàng Dung Đốc lại ngồi cùng người này? Cả Bông Sơn Hoa cũng biết người này ư? Sau khi biết sự thật con với anh Chê Min là chị em, thì mẹ cảm thấy thế nào? Thế nên mẹ mới không nói gì ư? Dù sao mẹ vẫn nên nói là chúng con không thể đến với nhau chứ. À không, đằng nào thì vẫn đau lòng như nhau. Phải ghi vào sổ sách, nên chắc là sẽ đến chỗ cất sổ sách nhỉ. Gì thế này? Bố để sổ sách phụ ở nhà ư? Sao giờ này thư ký Nam lại về nhà? À vâng, tôi làm việc vặt cho chủ tịch. Chủ tịch nói để quên hồ sơ quan trọng. Đưa tôi xem nào. Dạ. Tôi bảo đưa tôi xem cơ mà. Kế hoạch tiếp thị sản phẩm mới, tập đoàn Daegu.
Không biết có bị lộ không nhỉ? Không được để bố để ý. Ở trong phòng đọc sách chăng? Sao cơ? Trên bên nữa. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Triển Bình đang theo dõi mình ư? Không lẽ nó biết chuyện mình có sổ sách phụ rồi? Mà nó biết thì cũng làm được gì chứ? Không thể tìm ra đâu. Không biết đến bao giờ nó mới tu tỉnh đây. Rốt cuộc con muốn mẹ nói gì? Người đàn ông này là ai? Là ai mà lại bén mảng đến gần bông sơn hoa? Sao anh ta lại đến đó? Con cũng đang muốn hỏi câu đó đây. Mẹ không biết mối quan hệ giữa con với bông sơn hoa thế nào à? Rốt cuộc ông ta có quan hệ gì với mẹ? Thì là... Mẹ có nói không? Con bảo mẹ nói đi cơ mà. Chỉ là người quen thôi. Sao cứ hỏi người ta dồn dập thế? Có chuyện gì nghiêm trọng đâu? Chuyện này không nghiêm trọng thì chuyện gì nghiêm trọng nữa? Cô ta là người có tiền án đấy. Người đàn ông này cũng cùng hộ với cô ta ư, đúng không? Này, có câu ghét tội chứ không nên ghét người. Là người có tiền án thì sao? Mẹ, đừng vòng vo nữa. Nói rõ con nghe, mẹ với người này có quan hệ gì? Đã bảo là người quen không thân thiết rồi, chỉ là quen sơ sơ thôi. Vậy vì sao người như thế lại đến tìm mẹ và con? Còn vì sao nữa? Tất cả đều vì đồng tiền quái quỷ đó. Đến để vay tiền. Thật không? Nếu con mà biết mẹ giấu con điều gì thì con sẽ không để yên đâu. Tất nhiên, giữa mẹ với con thì có gì mà giấu giếm? Mẹ đã bảo con không cần bận tâm rồi mà. Dạ. Mẹ định làm mối Sang Mi cho Bae Seo Jun ư? Sang Mi bảo thích con trai nhà đó. Thì mẹ biết phải làm sao? Nhà đó thì không được đâu. Không được ư? Nhà đó giống như nhà mẹ ruột của Sơn Hoa. Bae Seo Jun cũng giống như anh trai của Sơn Hoa. Thế thì làm sao làm mối cho Sang Mi được? Sơn Hoa có phải là em ruột của cậu ta đâu mà lo. Hơn nữa tiệm bánh Han Ốc khá nổi tiếng mà. Ông nội cậu ta cũng nhiều tiền nữa. Thấy bảo giàu lắm. Cậu con trai nhà đó cũng nổi tiếng ngang với ông nội cậu ta. Mẹ bảo Sang Mi cố chờ một thời gian đi. Để con ly hôn với Chê Kiêng rồi về ở với Sơn Hoa thì khi đó đàn ông nhiều tiền và con nhà có gia thế khủng sẽ xếp hàng dài hỏi cưới Sang Mi. Chuyện đó đâu có dễ như con nói. Tuy nó là con gái mẹ thật, nhưng chỉ được ngoại hình ưa nhìn thôi, chứ có tài giỏi gì đâu. Con thì không nói làm gì, nhưng Sang Mi thì nên gả cho người nào mà con bé thích. Dù sao vẫn nên có chuẩn mực chứ. Giờ con cũng sắp thành giám đốc đại diện rồi, thì mẹ và Sang Mi cũng nên sống cho xứng với chuẩn mực đó. Nếu không xứng với chuẩn mực ở mức độ nào đó thì sẽ thành rào cản với hoạt động bên ngoài xã hội. Vì thế mẹ để ý đến Sang Mi, rồi bảo con bé chờ thêm một thời gian. Mà con thế nào rồi? Bao giờ thì ly hôn với Chê Kiêng? Khi nào nhận đủ những thứ đáng được nhận thì mới ly hôn chứ. Giờ Chê Kiêng đang cố không chịu cho con thứ gì, nhưng con cũng có vũ khí dự phòng rồi. Hả? Vũ khí gì cơ? Ý con là bằng chứng đó ư? Tôi xin lỗi. Anh Sơ Chun. Anh ơi. Anh. Hôm nay anh sẽ giới thiệu bánh gì? Bánh này à? Hay bánh này? Cô mà cứ thế này thì tôi sẽ cấm cô đến đây đấy. Chúc cô ăn ngon miệng. Không hẳn là anh ghét em, nhưng anh làm thế là vì em là em của anh Sang Hiếp đúng không? Em biết cả rồi. Anh ghét anh em biết nhường nào.
Cũng có những lúc em tự hỏi vì sao em lại được sinh ra trong một gia đình như thế. Tất nhiên vì mẹ và anh em là người nhà nên em yêu quý. Nhưng em không tham lam mơ mộng hão huyền như mẹ và anh em đâu. Cô Moon Sang-mi, có vẻ như cô đang lầm tưởng gì đó rồi. Tôi chưa bao giờ... Cho dù là thế thì em cũng không thể từ bỏ gia đình. Cô về đi. Em không về. Không thể về. Cô mà cứ thế này thì tôi sẽ gọi cảnh sát thật đấy. Anh gọi đi, gọi đi. Sao cô cứ thế này? Chị ơi, chị cứu em với. Muốn chị cứu thế nào đây? Chị cổ vũ nhiệt tình để em và anh Sơ Chun có thể yêu nhau được không? Được rồi, chị sẽ cổ vũ nhiệt tình cho. Sao em không hiểu tình cảm của anh như thế? Hay là em cố tình không hiểu? Anh, cuối cùng thì cũng để lộ ra rồi. Con thấy hả dạ chưa? Giờ con định thế nào? Con định nhìn mặt Sơn Hoa kiểu gì? Sơn Hoa sẽ thấy khó xử với con biết nhường nào đây? Sao không nghĩ đến hậu quả mà lại để lộ ra thế? Mẹ vẫn nghĩ là con không thể đến với Sơn Hoa được chứ gì? Tại sao vậy? Gì cơ? Sơn Hoa đã chia tay với Chê Min rồi còn gì? À không, không phải là chia tay, mà hai người là chị em, giờ có chết đi sống lại cũng không thể nối lại được nữa.